la sẽ tất cả các bạn đã đến với kênh No Common. Mình là Dương Quốc Tèo, Messi Bụi đây. Ta da. Hôm nay thì mình được khi hai Vũ chơi một cái game gì á thì mình cũng không biết nữa. Bây giờ thì để đi kiếm ổng là kêu ổng giải thích cho mọi người hiểu luôn nha. Ủa Hi-ha ơi, ông đâu rồi? Đối với em tìm được tôi. Rồi từ từ bày đặt cho chúng tìm à. Tôi à, tôi là thánh cho chúng tìm luôn nha. Đối với em tìm được tôi. Ủa, ở đâu vậy ta? Có đứng ở chỗ được cao không? Vậy? Không, chỗ này rất là bí mật. Có cao không? Tôi thấy được bà nè, bà không thấy được tôi à. Ôi, bà lọt rồi. Ủa, sao thấy được hay vậy ta? Đối bà thấy được tôi. Thật sự khó tìm luôn nha, chơi kỳ quá. Chỗ nhỉ? Này bằng đá. À, thấy rồi. Chắc chắn luôn, ở đây và ở đây thôi. À, đà. Hello. Ủa, Hi-ha đâu rồi ta? Mới thấy ở đâu trong cái chỗ màu xanh mà. À, mày hả bưởi. Ủa, cái này là gì vậy? Hả? Cái này là một cái máy nhảy. Bà nhảy ra đi. Bấm vô, đi vô. Dạ bà cứ nhảy đi. Nhảy hả? Ôi phải rồi, hồi nãy tôi cũng thấy. Ok. Và thôi. Đi ra đi giùm mày ơi, chỗ này nguy hiểm quá. Tôi mệt quá. Nãy giờ rách game mấy lần nữa mày mới vậy. Ủa mày đâu rồi? Bà bấm vô cái bảng mà credit á, cái chỗ mà bảng credit á là chỗ đó là người làm ra map á. À, vô được rồi. Wow, cái gì vậy? Đến này nè Dung. Đẹp quá à. Nhảy kìa. Ôi, cái này là cái gì vậy Hi Ha? Thích thôi vậy? Vậy, tôi hoành lại, tôi hoành da đó nha. Tôi hoành da, đứng chỗ đâu vậy? Này hả? Thì, à, ừ, đó, ê, Jimmy, giờ bây giờ tôi sẽ giải thích cho bà chơi nha. Ok. Đây là trò chơi tên là Dead Run. Thì sẽ có hai người chơi, hai thể loại gọi là hai người chơi, hai gọi là giống như một người bị và một người chạy á. Hiểu chưa? Ok, hiểu sơ. Một người bị sẽ là gì? Người đó sẽ phá người kia. Hiểu chưa? Cho người kia chơi không được. Cho người kia chơi không được, đúng vậy. Đó. Hiểu rồi nha. Ok, hiểu chưa? Giờ thì bắt đầu đi. Rồi. 3, 2, 1, chơi luôn. Đây nè. Vô. Chuẩn bị. 3, bà thấy bà đang spawn ở đâu? Tôi spawn ở cái chỗ mà sao giống như bắt cua. Nè, Jimmy, tôi đây nè. Ủa vậy giờ tôi phải lên chỗ ông hả? Bây giờ không, bà phải chạy trên cái đường của bà đó. Bà cố bắt cua nha, không bắt được té lòi cứt đó. Ok nè, bây giờ tôi sẽ chạy, bà coi nè. Đây, bà tôi sẽ test trước một lần cho bà coi thôi nha. Nè, bây giờ tôi bấm nút nè. Là đó, có một cái con gì đó, nó lòi ra, là nó chặn đạp bà xuống, hiểu chưa? Rồi bây giờ bà bắt cua bình thường đi. Giờ tôi chơi là tôi mất rồi, coi chừng nha. Trời ơi. Trời ơi. Tôi nha. Không cần bấm luôn nè, tôi thách bà qua được. Để tôi coi nha. Ô, bây giờ tôi là người nè. Rồi bà hãy lại đó mà bật bẫy đi. Tôi sẽ chơi cho bà coi. Bà đi qua. À, thấy rồi nha. Đó, cái nút ngay đó là bà để bật bẫy lên, hiểu không? Là cái cực bẫy đó nãy bà cho coi rồi đó. Nè, nhìn nè. Lê. Rồi chạy qua cái máy khác. Ủa phải qua máy khác nữa hả? Ok hiểu cách chơi nha. Ừ. Ủa chưa cái gì sao vật rồi. Ngu thiệt chứ. Nè. Ủa bà chạy đâu rồi? Nè, à gì à, chỗ này yên xì rồi. Woohoo. Nè bà phải canh tôi hiểu không? Tôi mà nhảy qua thì bà mới chơi. Hiểu chưa? 1, 2 Từ từ. Tôi kiếm 1, 2. Người ta chưa đi 1, 2. Bây giờ tôi biết kế hết rồi. Nó bị màu đỏ là không có được đâu, chạy qua trái khác. Ngu quá trời. Đây, cái này mới khó nè, 3 nút luôn. Bắn đi. Ủa chơi đi, rồi mồ ôi chơi thôi. Lê. Ủa gì vậy? Ủa cái đỏ này là gì vậy? Ủa cái gì đây? Không có gì đâu. Ui da. Vừa lắm. Ôi, xong rồi. Ok, thua rồi, liu mất
Được, được, được lắm, được lắm, được lắm. Ok, ok. Ok, tiếp theo, lưu 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 thua tôi nha. Vô, 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 vô. Hua. Một không. Vô nè. À, tôi tiếp tục là người chạy. Bà sẽ là người bấm. Được. Bà nhìn này nha. Ê, ví dụ rồi nha. Không sao, không sao. Lê, 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 lê. Sao mà chạy qua lẹ vậy? Ôi, tôi là giam mây của đại học Messi mội mà. Trời ơi. Ok, 2-0 đúng không? Được. Vô lại trận khác. Rồi, tới tôi nè. Mà chết bây rồi. Nè, có tôi nhảy quá trông coi nè. Nè, nè, nè. 1, 2, 3. Chết, 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 chết. Ôi, 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 trời, 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 quá à. Ôi, trời, trời, quá à. Biết lừa luôn. Nè, 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 ngon, ngon. Chết rồi, tôi bấm nhầm rồi. Thôi rồi. Sợ quá, liêu liêu liêu. Qua máy khác tôi phải, mà qua khác mới được. Sợ quá, liêu 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 liêu. Tôi đố cái này. Tôi bấm nhầm rồi. Trời ơi, kỳ quá à. Đậu xanh tôi bấm nhầm thôi. Được, được, được. Trời ơi. Thả vào cái thôi nè. Dummy là số 1. Nè, 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 nè. Ngon. Tôi sợ không quá, liêu liêu liêu. Rồi nè, rồi. Rồi nè, nè, nè. Bây giờ tôi đố bà qua được nè. Nhảy nè. À, à. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ôi ơi, xíu nữa là giết được nó rồi. Bật lên trước luôn, đó, đố bà qua được à. Trời ơi, tôi bấm nhầm rồi. À cái này nè, tôi nhớ nè, rồi. Nè. Cái này tôi sẽ bắn nè. Cái tia lửa ra nè. Bây giờ... Nè, một à à à một nè, ngon, rồi. Ngon. Bây giờ tôi nhảy qua nè. Nè, đó. À, ơi ơi. Hết hồn xem chúng tôi rồi. Okay, okay. Ông mẹ nha. Bà biết vụ rồi. Tôi hiểu cái cách bà vụ rồi. Trời ơi, bày đặt, bày đặt. Ây, à, trời ơi. Mày chết luôn. À. Người gì chơi thì cũng quá. Bật bà ơi à, chơi lại đi. Trời ơi, này thì đố, đố cưng thách được ai rồi. Ừ. Đố cưng nè. Nhảy được luôn nha cưng. Đã. Ủa, chưa kịp coi đó sao cưng chết rồi. Được, 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 cưng. Trời nhảy lộn cưng ơi. Nè, này thì đùa hả? Rồi nè, bắt nè, rồi. Lại nè, lại nè. Tôi đố bà được luôn cưng. Ok. La la la. Yo, bóp cái nó. Yo. Lê 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 lê. Nhảy hay lắm cưng à. Cái này là hình như có con cá heo bay qua đúng không ta? Bài khúc này nè. Ê, bây giờ đủ rồi chưa gì để bấm rồi. Được lắm, được lắm. Đây 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 này nè, dễ nè. Có bao mùa đông qua lanh. Giờ qua đây, hết đây. Lê 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 ngon vô vô đâu. Ơi ví dụ à. Hay lắm. Ôi qua cái mới sợ gì. Ừ, nè cái, sợ gì cái này cũng khó nè, cái này cũng khó nè. Vô đâu chạy. Ui ui sóng thần, sóng thần. Ui, chạy, chạy 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 siêu cô ta em còn siêu giỏi nó mấy bạn nói vậy đó. À mọi người okay. Ơi mọi người bình luận xem là mình và Hi Ha ai sẽ thắng game này đây. Trời hay tôi giờ tiếp tôi tục nhiều lắm rồi đó. 3 lần rồi đó tôi... Hi Ha mới win được hình như 2 lần thì phải. Ủa? Tôi tập trung chơi rồi đó. Nhưng mình không kịp luôn rồi. Không kịp luôn á. Thật sự luôn. Á đồ canh trước luôn vậy. Này thì ngon ngon chơi. Vô đâu. Trời ơi sợ quá sợ quá. Để em bắt được chị. À qua được luôn nè. Lê 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 lê. Á đồ chưa gì bấm hả ta. Mình sẽ canh. À bắn cái máy 2 à.
mình sẽ qua cái máy này. Đâu đâu đâu. Ô chị chết chưa chết gì chết hờ thế. Qua máy hay à. Trời ơi. Lao mi đi, em đừng buồn. Qua thôi, qua thôi. Qua thôi. Qua thôi. Này hay, này hay. Ra đây. Ui, từ từ từ. Lên thôi. Ê, kịp. Thắng rồi mấy bạn ơi. Thắng rồi mấy bạn ơi. No. No, 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 no. Woohoo. Oh, 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 oh. Chết, 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 chết. Ủa cái chỗ đó chạy qua sao ta? Trời ơi, xui ông. Xui cho Hina đầu Hina có vẻ. Trời nè, cái này mà tôi không qua được nữa thì thôi luôn. Vô, lao mi đi, ha đừng buồn. Vô. Bình tĩnh chứ. Ok, thì này thì bình tĩnh. Này thì bình tĩnh nha. Bình tĩnh chứ. Có gì đâu mà vội mà vàng vậy chị chứ mi. Đúng rồi. Cái gì đâu mà mày mày chắc phải ra mà ngoài phải chân băng. Đâu 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 đâu. Trời ơi. Ha ha, Hina nó bị mình lừa vậy mấy bạn ơi. Liêu 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 bắt đỡ không. Xui cho ha, đầu ha có chí. Lộn, đầu ha có ghẻ. Lại tiếp nè. Rồi ok, tôi đố mày qua được nè. Dài, tôi đố tôi cho cái heo cạm cái đầu bà luôn nè. Chứ mày đi đi đi. À, trời ơi. Hết, được. Sống chết luôn á. Rồi, cái này bà không thua nữa thì tôi đi bằng đầu luôn. Đương nhiên là không thể nào. À, dùng kịp rồi. Thôi, chạy qua cái khác liền, Bị lùa rồi, nhảy nhanh lên. À, cái này nè, tôi sẽ lấy cái pháo bắn cái đầu bà mới được. Nhảy thôi. Nhảy đi. À, được. Ông chơi kỳ quá à. Không chơi với ông nữa đâu. Mấy khác. Nè cái này là tôi sẽ cho bà lọc. Nè nè liêu 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 liêu. Sao cho bà không nhảy? Liêu liêu. Nè cái này cứ thiệt á. Bà da bà bị bắn lòi phèo luôn nè. Trời ơi chắc tôi sợ. Mà 1, 2, 3 tôi nhảy. À đù. Ông bị dữ rồi. Liêu liêu. Tôi bà chơi với ông lụ. Đã ăn thiệt chứ giùm mời. À cái này là sóng thần la ba. Đó, qua trời ơi tôi sợ quá nè, ông coi tôi qua một cái mộp như là ăn cơm á, ăn cơm mà không thèm bấm nè. Ê ê ê ê. Cái đó qua đi chậm quá vậy. Trời ơi bị lừa vậy cưng ơi. Bọn con nhọc, được rồi. Nè nè nè, đậu bọn con nhọc. Nè nè, ông. Trời ơi. Đậu, sao tôi bấm nhà. Tôi vậy ngu rồi. Ngu, tôi bấm nhầm mà bà cũng chết nữa, ngu thiệt. Nè, này thì thách anh bắt được em, thách anh giết được em luôn nha. Nè, trời ơi. Trời, cái bấm nhầm quậy cái con chuột này muốn đập con chuột ghê luôn á. Trời ơi, chưa thua thôi, đừng có đổ lỗi cho con chuột. Trời ơi. Trời, bà hay, bà được, bà biết đứng lại đúng lúc đó giùm mày. Ừ, đứng lại đúng lúc nè. Này thì xác ơi. Đù. Trời ơi, sợ quá đi hay đây. Trời ơi, sợ thiệt á. Nè, tôi đố bà qua đi cái đồng súng của tôi nè. Đồ. Ôi, chạy qua cái kia luôn, chạy qua kia luôn. Rồi nè, đố bà chạy được. Ây da. À đồ. Đố bà qua được mấy cái cung của tôi. Sao bà chạy lẹ vậy? Được, nè. Sống thần, làm và Ây da. Wow, nó đi. Trời ơi, sống thần, sống thần này. Sợ quá. À, tôi sẽ cho biến mất bà lóc. Sợ quá đi, trời ơi, con nhảy cũng không bấm hả? Ha ha, còn hai cái cuối là được rồi đúng không? Được. Nè, chắc cưng bắn được chị luôn nha, cưng ơi. Nè. Đấy ơi. Chắc tôi sợ, luôn. Chắc tôi sợ. Yeah, còn phát cuối là mình thắng rồi. Ha ha, Jimmy là siêu anh hùng mạnh nhất vũ trụ Việt Nam Marvel. Rồi, bây giờ tối mình nè, nè. Mấy con Mario nè, bà ngon mày nhảy xuống đi. Bà ngon mày nhảy xuống đi. À, ông chơi cười quá à, nó canh tôi rồi. Đánh nó đi Mario. Mấy con Mario chết đi. Mario chết đi. Leo, sao chết lẹ vậy? Leo. Trời ơi, yeah. Jimmy đã mang về cho tổ quốc một cái sự vinh quang.
trời ơi, ông đâu giờ tôi kiếm ông. Ai đừng chém tôi Diêm ơi. Ai đừng cầu Diêm ơi, bỏ đi Diêm ơi. Diêm ơi. Đâu. Đùa rồi. Cho cái giá của ông phải trả đó. Còn bây giờ thì kết thúc video thôi. Let's go. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và nếu mình muốn mình rủ ai chơi cái trò chơi này chung với tụi mình thì nhớ là comment bên dưới nha. Còn bây giờ thì bye bye. See ya.